Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế đáng chú ý. Vào ngày hôm qua 27 tháng 9, kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy là các đảng chủ trương ly khai đã giành đại đa số ghế trong cơ quan lập pháp của Catalonia. Diễn biến này tiềm ẩn khả năng sẽ đưa vùng tự trị Catalonia vào con đường đối đầu với chính quyền trung ương Tây Ban Nha liên quan đến vấn đề độc lập. Theo kết quả thăm dò do đài TV3 công bố thì nhóm ly khai chính Jean Percy đã giành được từ 63 đến 66 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 135 ghế của Catalonia, trong khi đảng cánh tả nhỏ nhất là CUP giành từ 11 tới 13 ghế. Tổng cộng hai đảng này đã giành được 49,8% số phiếu. Cả hai đảng này đã từng tuyên bố nếu giành được đa số ghế thì sẽ đơn phương tuyên bố độc lập trong vòng 18 tháng. Một quyết định mà Madrid đã khẳng định là sẽ bị ngăn chặn tại tòa án vì hiến pháp Tây Ban Nha không cho phép điều này.